Rồi xin chào tất cả anh em. Thì trưa chiều hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy là 19 cây ha, gồm 16 cái cỏ và 3 cây cương nha. Các cỏ thì có cho anh em một con Echo, có để anh em Echo 315 luôn nha, 36 ly ha. Một con máy 4 thì xăng riêng nhất riêng, mà hôm nay con này rất là to, nó 40 ly nha anh em. Còn công suất của nó là khoảng 1 người rưỡi, nó cỡ thằng gửi 35 á, tôm gời luôn nha. Tôm gời tôm lớn luôn. Một con cơm BC 2006 nè, quá đẹp luôn, áo đồ ao ha, trời lực tôm gời luôn nè. Một con Echo Kiwis 260 trời lực luôn ha. Một con TL 231, con này cũng trời lực luôn nha anh em. E tự động 2 kim nè, quá VIP luôn. Một con này là con dòng Kawasaki anh em, TJ27 nè, con này trợ lực luôn. Gobin cổ ngỗng nha anh em. Komatsu đời mới ha, trợ lực tum gời, giá 1,7 triệu nha. Phía trên thì có cho anh em một con Echo Yanma ha, 23-34 ly, 24cc, áo thì như mới luôn. Kawasaki TG ha anh em, con này tum gời tum nhôm nha, TG 24 ha. Một con Echo khủng long cỏ, con này phiên bản bên sân trên, con này cũng là khủng long cỏ nè, con này phiên bản bên sân dưới anh em, hai con như nhau ha. Một con Maru 23 nha, áo màu xanh lá cây, con này giật giống như là có lò xo nè, giật rất là nhẹ luôn. Một con Tanaka 2 chấm ha, Gobin Bugi đứng anh em, tung gời luôn, con này quá VIP luôn ha. Cưa thì có cho anh em một con Shinawa 395 nha anh em, một cái dòng cưa khai thác lớn nha, một cái dòng máy rất là to của thằng Shinawa luôn. Một con Estin 011 nha anh em, con này nổ lên cái là nghe rất sướng tai luôn ha. Và con đầu tiên là con Tanaka, con tay cục nha anh em, chuyên cho anh em dùng các cỏ cưa gia đình nè. Con này làm như mới luôn nha anh em, còn chữ nguyên bản hết luôn ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo luôn ha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo nha anh em. Hình thức mua bán của anh em khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được miễn phí ship. Anh em không cần phải đặt cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Hàng đến nơi là anh em có quyền được kiểm tra, có quyền được test nổ máy. Ok ngon lành hết thì anh em mới thanh toán tiền ha. Một cái hình thức mua bán rất là thuận lợi cho anh em luôn. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì những anh em mà lần đầu tiên xem clip nhớ cho em một cái nút đăng ký kênh ha anh em. Thì chiều hôm nay vẫn tiếp tục cho anh em đặt cái lô chữ cái là chữ C, bắt đầu là từ con C21 nha anh em, tới con cuối cùng mới dưới kia là con C38 nha, 21-38 nha anh em. Clip hôm nay là ngày 9 tháng 9 ha. Rồi em vô con đầu tiên với mình là con C21 nha, rất là đẹp luôn ha. Con này phải gọi là như mới luôn anh em. Giờ cái phần mà cái độ mà cái vỏ bên ngoài này là phải trên 90%, còn nòng piston là bao mới cho anh em luôn, rất là ngon luôn ha. Hơi là kéo là nghe bực bực luôn nha anh em, nòng piston bạc còn rất là dày dặn cho mình luôn. Đây, kéo là nghe hơi bực bực luôn nha anh em. Cái này thì nếu mà anh em là có cái người mua anh em thợ đó, thường là người ta kéo cái hơi còn dày gì là người ta sẽ lấy nè, tại vì hơi vậy thì nòng piston sẽ còn rất là mới. Đặc biệt con này nó có bơm xung phụ luôn nha, giúp cho anh em là để lâu á, anh em lâu sạc lần, nhất là anh em dùng gia đình á thì nửa tháng anh em mới cưa lần đó, thì có bơm xung phụ nè, giúp cho bơm trực tiếp nó bình xăng con giật rất là nhạy nổ luôn. Anh em nhìn cái lam nè, rất là mới luôn ha anh em, thay mặt là chữ Tanaka còn nguyên bản cho mình hết luôn. Và đặc biệt con này tăng đuôi xích nằm trên lam luôn ha. Đây ốc nè anh em, đen sili luôn, quá mới luôn. Bô thì còn mới chát luôn nè. Con này nói chung cái gì cũng mới hết trơn ha anh em, quá đẹp luôn. Rồi xăng pha nhớt anh em đổ cái nắp trước này giùm em, nắp sau để đổ nhớt alarm anh em, đổ nhớt xe thải xe Honda cũng được đó ha. Coi nồng 37 ly nha, 37 g. Nếu mà con này cái tải của nó là anh em có thể hạ được cái cây dừa luôn nha anh em, rất là khỏe luôn. C21 giá 2.100.000, con này thì xăng nhớt thì đủ luôn, nó khoảng 4 kg nha anh em. Rồi lam con này dài 4 tấc 3 ha, cho nên là hạ cây dừa rất là ngon. Tiếp theo là con C22 này, nấu giòn lắm, bởi vì phải để xa xa mới được. Estin là một cái dòng máy thương hiệu cực kỳ lớn của Đức luôn nha anh em, Made in Germany nè ha. Nòng con này là 40 ly nha, nó 45cc. Con này là một cái dòng máy cưa khai thác, nhưng mà giá là giá tầm trung cho mình nha anh em. 40 ly 45cc là anh em hạ cây đứng rất là ngon luôn. Con này thì xài rất là đơn giản ha. Xăng pha nhớt thì anh em đổ cái nắp trên này giùm em nè, còn nắp dưới nè là anh em đổ cái nhớt ra làm nhớt bôi trơn xích đó.
Rồi khi mà anh em khởi động á, thì anh em đẩy cái e lên nè, nó có cái hướng đẩy lên nè, thì anh em đẩy cái này lên là nó đóng e ha. Anh em giật khoảng 3 đến 4 cái thì anh em thả xuôi xuống là cho nó mở e. Khi mà anh em giật đẩy xuống nó giật chạy rồi, anh em lên ga anh em xài luôn. Còn tắt thì nằm dưới đây, đẩy lên tắt nè, đẩy xuống là mở ha anh em. Máy thì chạy bao giòn cho anh em và cực kỳ nhảy nổ luôn nha. Ốc ốp lam là cái đầu điếu 19 ha. Làm ghi nguyên bản hết cho mình luôn nha anh em. Hai mặt là còn chữ Estin và cái này nó có luôn cái hầm gồng nha. Mặt tiền còn quá sáng luôn ha, không bị gớp mấy nước sơn luôn nha anh em. Quá đỉnh luôn. Cưa này cưa khai thác nha anh em. C22 giá 2.300.000 cho mình ha. Rồi, làm con này cũng là dài 4 tấc 3 luôn nè. Nguyên bản luôn nha anh em. C22 giá 2.300.000. C23. C23 là cái con cưa Shinawa 395 anh em, một cái dòng cưa khai thác lớn của hàng Shinawa luôn ha. Này chuyên cho anh em là hạ cây đứng, nhất là những anh mà hạ cây mà cho mấy cái chỗ mà gọi là làm đồ gỗ rồi anh em. Đó là người ta xài cái dòng cưa này rất là nhiều luôn. Thứ nhất là nó chạy ổn định anh em, phải rất là nhạy nổ luôn. Cái thứ hai cái lượng mà nhiên liệu xăng năng á rất là hạn chế luôn anh em, cho nên người ta rất là ưa chuộng luôn. Nòng con này 40 ly nha, nó 39.5cc là gần 40cc luôn á. Số seri máy còn luôn nè. 900-1055 ha. Đặc biệt các con này nó xài lam gin luôn nha anh em, lam của Shinawa. Đầu lam là lam latin, lam trượt luôn nha anh em, lam thép luôn nè. Ha, latin lam thép luôn. Có tản nhiệt luôn ha anh em. Giúp cho cây lam của mình khi mà nó ma sát với cái xích á thì nó sẽ sinh ra nhiệt và hai mấy cái phần tỏa nhiệt này nè, giúp cho cây lam mình đỡ nóng cực kỳ luôn ha. Máy nồng đứng nha anh em. Quá đẹp luôn ha. Rồi, con này nó có xả cò nha. Anh em đẩy vô nè, anh em giật nó rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi lam con này dài 4 tấc 8 nha anh em. Đó, hạ cây đứng là ngon lành, trên đầu của nó có luôn cả cái hàm gồng hay gọi là xi gỗ của mình luôn nha anh em. Giúp cho khi mà anh em cưa tới nơi phải không, thì anh em lấy cái này anh em bấu vô má, đã bấu vô cái cây á, rồi anh em lấy cái xi này nè, anh em cho nó ăn vô cây á, rất là nhẹ cho mình luôn, đỡ cái phần cực cho mình á ha. Nói chung mấy con này nó thiết kế nhiều cái rất là hay. E tự động luôn nè. Rất là đỉnh luôn ha. C23 giá 3.300.000 nha. Tiếp theo là con C24. C24 là con Gobin ha anh em. Con này bugi đứng nha. Nòng 32 ly, 23C ha. Áo còn phải trên 85.90% nha. Còn cũng rất là đẹp luôn ha. Này bình xăng con hai kim mới nha anh em. Được cái con này tum gời nha. Tum gời mà tum nhôm luôn. Có thể tháo gời đầu máy ra luôn ha. Công tắc thì vẫn là công tắc ấn cho mình nè. Láp tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha. Nguyên bản nha anh em. Con này nó chỉ có cái bình xăng con với bình xăng lớn là mới thôi. Còn lại nòng, áo, bọng là zin cho mình hết luôn ha. C24 giá 1.250.000. C25. C25 là con Tanaka hai chống nha anh em. Con này được cái là nguyên bản cho anh em 100% luôn. Nồng 31 ly, nó 21cc nha anh em. Áo này là áo màu bạc nha. Được cái tâm màu đỏ nè. Nhìn rất là sáng luôn ha, tay mát nó còn nguyên xiên nguyên bản nè. Này chạy bình xăng con ga ngang quanh gồ và e đó là e tay đỏ tự động nha anh em. Ở dưới nó có hai cái chân chổi bao giờ bình xăng lớn nè, cho nên anh em gọi là Tanaka hai chống đó, giúp cho bình xăng mình không khói đất ha. Rồi, công tắc ấn luôn nha anh em. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ nha. Con này là nguyên bản cho anh em 100%. Nha, C25 giá 1.350.000. C26. C26 là con Maruyama 2003, nòng 32 ly. Con này 23cc nha anh em. Được cái là chụp giật cho lò xo này giật rất là nhẹ, giật như trợ lực kia đó. Thêm cái là quanh gồ luôn anh em. Bình xăng con ga ngang quanh gồ rất là tiết kiệm xăng cho mình ha. Con này thì có cái bình xăng lớn đã thay mới nha, do bình xăng gin bị bể nha anh em, khi mà hàng về nó bị cắn nha. Con này tum liền, tum nhựa ha. Công tắc ấn cho mình luôn nha anh em.
Rồi tay lái lắp đầu bò đầy đủ. Nói chung máy thì ở đây là về gì anh em xài thôi. Lắp đầu bò em quay cho anh em là nói cho anh em cho biết cho anh em biết là có phụ kiện gì thôi. Còn hàng đi là sẽ bao cho anh em hết luôn nha anh em. Chủ yếu là em nói thông số cho anh em đã biết anh em mà cái coi cái khả năng mình cái nhu cầu mình nó dùng thôi ha. Lốc máy là bao đẹp bao sáng luôn nha anh em. Còn trắng bóc luôn ha. C26 giá 1.500.000 nha anh em. C27 C27 là con Echo Quid dòng phiên bản khủng long ăn cỏ nha anh em. Nòng con này 32 ly, 25cc ha. Về cái độ quy lực con này thì anh em cũng đã nghe nhiều rồi ha. Con này thì chuyên cho anh em là cắt bằng dây cước nè, hoặc là anh em cắt cỏ cho bò ăn, hoặc là có thể là tận dụng là mua thêm một cái tua hút để anh em bơm nước rất là ok luôn. Bình xăng con này là 2 kim mới ha anh em. Còn bình xăng lớn là được cái là zin nguyên bản cho mình nè. Tum là tum gời, tum nhôm luôn. Tay lái lắp trắng cỏ đầu bò nguyên bản theo máy hết cho mình luôn nha. Con này chỉ có cái một cái mới là bình xăng con thôi, còn là zin cho anh em hết luôn. C27 giá 1.500.000. C28 C28 con này cũng là một cái phiên bản chưa có hoang cỏ nè, nhưng mà con này đời nó cao hơn là cái đó bình xăng trên đó nè, nó khỏe hơn, nó khỏe hơn bình xăng dưới do là xăng ở trên nó trực tiếp đổ thẳng xuống bình xăng con luôn anh em. Nhưng bù lại thì bình xăng trên thì nó sẽ ăn xăng bình xăng dưới rồi đó, thì cái này anh em xài anh em cũng biết cái nguyên lý rồi. Đây ở đây nó có cái chỗ khóa xăng cho mình nha, khi mà anh em không xài á thì anh em khóa nằm ngang giùm em, còn khi nào xài mình thả xuôi xuống để tránh tình trạng là khi mà anh em không xài mà anh em thả xuôi á là xăng anh em đặt tới lui thì nó sẽ bị ngập lung tu, là xăng sẽ nhiễu xuống đây nè. Nhiễu xuống rất khó chịu chứ đâu mình thử gì hết, nhưng mà mình thấy nó khó chịu thôi. Thì anh em nhớ xài mình kỹ á, thì mình xài rồi mình nhớ khóa lại nha. Còn không khi nào mình xài thì mình thả mở xuống, còn không xài thì mình nhớ khóa nghe nha. Tâm thì vẫn là tâm gời, tâm nhôm là có khả năng tháo được luôn nha. Rồi con này bình xăng lớn á thì đã thay mới nha anh em, còn lại là zin cho mình nòng nè, bình xăng con nè, lốc máy này kia là zin hết 100% luôn ha. Công tắc ắn nha. C28 giá 1.500.000 bằng với con C27 nha anh em. Nói chung anh em thích con nào anh em lấy con đó thôi. C29 C29 là con Kawasaki ha, con này TG24 ha, nòng 32 ly, 24cc nha anh em. Con này bình xăng con 2 kim mới nè. Bình xăng lớn thì cũng đã thay mới luôn ha. Nòng bít tông thì bao zin nha anh em, còn sáng nha. Đây, còn đầy đủ luôn nha anh em, không bị găng, không bị bể chỗ nào luôn nha. Được cái con này là tum gời, tum nhôm luôn, tum 260 luôn nha anh em. Dòng này thì anh em đấu xịt thuốc rất là nhiều luôn nè. Công tắc gạt ha, lên mở, xuống tắt cho mình nè. Anh em nhớ giùm em cái chỗ này nha anh em. C29 giá 1.600.000, con này xăng nhớt luôn thì dao động khoảng 5kg cho mình ha. C30 C30 là con Echo Yamaha 2004, nòng 34 ly ha anh em, nó 24cc. Con này chụp giật trợ lực lớn giới thiệu luôn ha. Dòng Yamaha là cái dòng máy khá là quen thuộc với anh em ở nông dân mình, anh em nông dân Việt Nam mình luôn. Một cái dòng máy gạch biên hợp ha anh em. Con này là bình xăng con là 2 kim mới nha. Bình xăng lớn thì được cái zin nguyên bản nè. Chụp giật trợ lực giới thiệu giúp cho mình giật rất là nhẹ nhàng. Với lại con này tổng dung tích
xăng nhớt luôn thì nó khoảng 4,5 kg, cực kỳ phù hợp dùng gia đình, nhất là nhà mình có chị em phụ nữ đó, hoặc là những bác lớn tuổi đó, là cực kỳ ok luôn ha. Lại được cái con này ưu điểm nữa là nó rất là đẹp luôn nha anh em, còn cực kỳ mới luôn. Áo thì còn nó ao mình luôn nè, rất là vip luôn ha. Công tắc thì được cái chinh tay luôn, giúp cho anh em khi anh em muốn tắt máy thì anh em thò tay anh em tắt luôn, rất là dễ dàng luôn ha, thuận tiện cực kỳ luôn. C30 giá 1.550.000. C31 C31 là con cơm Maxu, này là cơm Maxu đời mới anh em. Nòng 34 ly ha, nó 26 cc, chụp giật trợ lực nha. Bình xăng con đó là hai kim mới ha. Bình xăng lớn thì được cái là zin nguyên bản, còn sáng, còn trắng, còn đẹp luôn. Trợ lực lớn giúp cho mình giật nhẹ nhàng ha anh em. Và con này tum gời tum nhôm, có thể tháo đó sẽ thuốc luôn nha anh em. Tum là tum 260 luôn á. Công tắc ấn cho mình luôn ha. Ga là ga kéo nha. Đó, con này thì được cái là tay sắt anh em, nó hơi reset mà được cái rất chắc chắn luôn. Nó tuy nó không được đẹp nhưng mà được cái độ bền đó anh em, độ bền nó rất là cao. C31 giá 1.700.000, con này liền lạc không bể vỡ ha. C32 C32 là con Gobin đó anh em, nòng 34 ly, 26 cc nha. Con này với máy là tình trạng nguyên bản cho anh em hết 100% nha. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ. Thì một cái hay con này cũng là tum gời tum nhôm nha anh em. Bữa hôm nay tum gời hơi là nhiều luôn á. Công tắc bên hông đây ha. Ấn lên là mở anh em, ấn xuống là tắt nha. Nằm bên hông luôn nè. Gọn, đẹp mà rất là xài rất là dễ luôn ha. Con này chắc tổng thể luôn cũng khoảng 5 kg thôi anh em, rất là gọn luôn. Mà được cái nòng 34 ly nha. Nòng con này cắt cước cũng ngon mà xịt thuốc cũng khỏe nữa. C32 giá 1.800.000. C33 C33 là con Kawasaki, con này là TJ27 đó anh em, nhưng mà con này là phiên bản tâm liền. Áo thì nó hơi xấu nha anh em, tại vì áo nó bột quá, nó hơi bị sừ lên là nắm đen là nhìn nó không được đẹp. Nhưng được cái là zin cho anh em hết luôn. Thứ nhất con này được cái bui đứng nè, thứ hai con này là chụp giật trợ lực lớn, có dây thiều luôn nha anh em. Viền trắng, viền đen vàng ha, nhìn cũng khá là bắt mắt luôn nè. Bình xăng lớn là zin nguyên bản với mình luôn. Nắp bình xăng nó còn cái gòn giữ luôn nha anh em, giữ nắp cho mình nè. Khi mà anh em đổ xăng á thì cái gòn này nó giữ cái nắp này dính vô bình xăng lớn nè, tránh tình trạng bị rớt mắt nha anh em, rất là hay luôn ha. Rồi, ở dưới nó có cái chân bảo vệ bình xăng lớn nha. Nhỏ, gọn, nhẹ nhưng mà rất là chắc chắn nha. Rồi, công tắc gạt nha, lên mở xuống là tắt nè, anh em nhớ giùm em chỗ này. Cùm là cùm zin nguyên bản luôn nha anh em, màu vàng nguyên khối luôn nè ha. C33 giá 1.800.000, nòng 35 ly, nó 27 cc nha anh em. C34 C34 là con Mitsubishi tên là 231. Nòng con này là 32 ly, nó 23 cc anh em, tình trạng cũng là nguyên bản hết cho mình luôn. Đặc biệt của con này thứ nhất là trợ lực nè. Thứ hai nó dùng bình xăng con hai kim mà e tự động nữa nha anh em. Đóng e nè, lên ga tự động nó chảy về, quá trời vip luôn ha. Hai kim thì siêu tiết kiệm xăng luôn. Riêng con này nếu mà anh em đổ đầy bình xăng là anh em chạy là mệt nghỉ nè, chứ hết xăng thì không hết đâu. Tại vì nó Mitsu là cái thứ nhất, cái thứ hai nó hai kim zin nữa thì quá ngon luôn. Trong lốc là có dập mắt in da băng luôn nha anh em, lốc rất là sáng nha, rất là đẹp luôn nè. Bình xăng nguyên bản luôn ha. Ở dưới nó có cái chân để bảo vệ bình xăng lớn cho mình luôn. Đây, model máy, số seri đầy đủ nha. 073081, con này là tum liền, tum nhựa, chuyên cho anh em là cắt cỏ rồi ha. C34 giá 1.800.000. C35
C35 là dòng Echo Kiwis nha anh em. Con này là Echo đời mới nè. Nhìn chụp giật nè anh em thấy không? Nhỏ gọn mà giật rất là nhẹ và cũng rất là nhạy nổ anh em. Có tua là chạy liền. Nòng 34 ly 26cc ha. Bình xăng con là ga ngang quanh cầu. Bình xăng lớn con này thì đã thay mới nha anh em. Nói chung hàng về nó bể bắt buộc phải thay thôi. Chứ dìn được thì đã để rồi ha anh em. Tum liền, tum nhôm cho mình luôn nha. Nước sơn tum vẫn còn ok luôn ha. Cũng không có bị gớt với nước sơn nào luôn nha. Này thì nó hơi bị chóc chóc xíu, chỗ này là bị cắn anh em. Chứ gớt thì nó không gớt nhiều. Rồi số xe ghi còn nè, 004354 ha. Con này công tắc nằm trên tay nha. Anh em gạt hai hướng chỉ stop là tắt nè, gạt ngược lại là mở, đơn giản vậy thôi ha. C35 giá 1.800.000. C36. C36 là con Komatsu BC2006 ha. Nòng 34 ly 26cc anh em. Con này được cái rất là hay, là thứ nhất áo còn rất là mới nè. Thứ hai á, chụp giật là trợ lực lớn, có dây thiều, giật rất là nhẹ. Và được cái là tum gời có thể tận dụng tháo đầu máy được nếu anh em cần. Tum còn rất là đẹp luôn nha anh em. Màu bạc nguyên khối luôn nè. Rất là sáng luôn ha. Bô còn chấn bóc luôn nè. Con này bình xăng lớn đã thay mới nha anh em. Áo thì bao đẹp, bao đỏ cho mình luôn. Cầm ghim luôn nha. Nguyên bản luôn nè. Công tắc trên tay luôn ha. Con này quá VIP luôn nha anh em. Đầy đủ hết cho mình luôn. C34 giá 2.500.000 ha. 34 ly 26cc. C37. C37 là con Gobin ha, con này Gobin 3.500 anh em. Nòng 40 ly nha, công suất nó là 1.500. Thằng này công suất nó ngang ngửa với thằng GX 35 nha anh em. Tum là tum gời, tum lớn cho mình luôn nè. Đó, xăng riêng nhất riêng nha. Đây cái bình bự là bình chứa xăng trắng anh em. Còn bình nhỏ này là nhớt 4 thì nhớt xe Honda đó. À, con này thì nói chung là do cái kiểu dáng đó anh em, cái áo nó phía ngoài thì nó không có bị bể vỡ vậy nha, nhưng mà do nó hơi bị chạy xước xíu nè, cho nên giá em bán với anh em là 3 triệu á. Chứ nếu mà con này đẹp xuất sắc hoàn hảo luôn là 3.500.000 đó, nếu mà theo giá thị trường á ha. Bình xăng con zin nha anh em, ga ngang quanh gồ, mẫu nó còn nguyên bản luôn nè. Công tắc ấn ha, tum gời tum nhôm anh em, tum lớn luôn nha, tháo ra được hết luôn á. Chế cháo gì cũng được hết, chỉ có cái là nó không được đẹp thôi, nên giá nó có 3 triệu thôi ha. Thì tiền nào của nấy nha anh em, máy móc thì nguyên bản hết cho mình, chỉ có cái là cái vỏ không được đẹp thôi ha. C37 giá 3 triệu chẳng nha. Cuối cùng C38 ha. C38 là con Echo 315 á nam, nòng 36 ly 31cc nha. Con này tình trạng máy móc là nguyên bản cho anh em 100%. Và củ đề của máy cũng là zin của Nhật luôn nha anh em. Nguyên bản của nó về sao lại em đấu lại cho anh em gan gì luôn, chứ không có thay thế gì hết luôn ha. Cho nên em cứ yên tâm. Được cái con này tum gời tum nhôm luôn nha anh em. Đây ha, đây 315 nè. Đề thì đơn giản thôi, anh em ấn nút đen nè, đó là chạy ra ha. Tắt nè, mở nè, đề nè, rất là dễ dàng luôn nha anh em. Đây thì em có tặng theo cho anh em cục pin và cục sạc pin luôn. Xài anh em thấy mà pin nó yếu thì anh em rút cục pin ra anh em sạc thôi. Đơn giản thôi ha. Số xe ghi máy còn cho mình luôn. 005939 nha anh em. Giật thì vẫn ok nha. Giật là cái trường hợp phòng bị khi mà anh em xài cục pin đề á, mà anh em quên sạc mà anh em ra tới ruộng rồi á, tới vườn rồi á mà anh em quên sạc và đề không được thì anh em vẫn giật được bình thường ha. Rồi, ốp lưng dây đeo đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. Con này dây đeo cùi quá. Thì anh em chốt em thay cho anh em bộ video mới nha. C38 giá 2.800.000 ha. Giá này thì đã bao gồm phí ship và phụ tùng theo cho mình đầy đủ nha anh em. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em ha.